việc khẳng định thioredoxin là yếu tố quan trọng giúp thủy tinh thể và tế bào biểu mô sắc tố võng mạc hoạt động hiệu quả, duy trì cấu trúc và bảo vệ chức năng của mắt, đã trở thành hướng nghiên cứu mới để các nhà khoa học đưa ra giải pháp tối ưu là bảo vệ mắt từ bên trong. Đồng thời, chuyển hướng nghiên cứu tập trung vào các hoạt chất sinh học thiên nhiên nhằm phát huy hiệu quả bảo vệ mắt từ gốc nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Sau nhiều năm tìm tòi trong các kho dược liệu quý trên thế giới, các nhà khoa học đã cho ra đời tinh chất Procophan thiên nhiên với nhiều dưỡng chất quý có tác dụng bảo vệ mắt từ bên trong, đem lại đôi mắt tinh anh cho mỗi người. Theo nghiên cứu, tinh chất Procophan thiên nhiên có trong sản phẩm WIT được tinh chế từ bông cải xanh, có tên khoa học là broccoli, rất giàu sulforaphane, hoạt chất sinh học giúp tăng tổng hợp thioredoxin một cách tự nhiên, cùng lúc bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc và thủy tinh thể. Tại tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, tinh chất quý Procophan gia tăng tổng hợp thioredoxin sẽ kích thích hoạt hóa phiên mã thông tin tế bào, điều hòa chu trình sống và làm chậm quá trình thoái hóa tất yếu của tế bào, đồng thời cũng ngăn cản quá trình chết của tế bào và những phản ứng hóa học trong cơ thể dưới tác động của môi trường, tia cực tím, ánh sáng xanh. Nhờ đó, tế bào biểu mô sắc tố võng mạc luôn trong tình trạng khỏe mạnh, đảm bảo việc nuôi dưỡng tế bào thị giác hấp thụ các tia cực tím và các chất chuyển hóa gây hại, đảm bảo hoạt động, xử lý hình ảnh, ánh sáng nhanh, hiệu quả. Kết quả nghiên cứu trên tế bào biểu mô sắc tố võng mạc dưới tác động của các chất oxy hóa giữa hai nhóm sử dụng Procophan và không sử dụng Procophan cho thấy nhóm không sử dụng Procophan có đến 48% tế bào biểu mô sắc tố võng mạc bị tổn thương, trong khi tỷ lệ này ở nhóm sử dụng Procophan chỉ còn 14%. Tại thủy tinh thể, tinh chất Procophan giàu sulforaphane có trong sản phẩm WIT giúp thioredoxin gia tăng tổng hợp nhằm giữ cân bằng các thành phần protein tham gia trong cấu trúc thủy tinh thể, đặc biệt là hai loại protein có liên kết SH và SS. Thioredoxin cũng giúp trung hòa các chất làm biến đổi cấu trúc protein của thủy tinh thể, giúp thủy tinh thể không bị xâm hại, luôn trong suốt, từ đó đem lại đôi mắt tinh anh cho người sử dụng. Sử dụng sulforaphane có trong Procophan giúp gia tăng tổng hợp thioredoxin không chỉ bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc và thủy tinh thể, mà còn là yếu tố dinh dưỡng tham gia cân bằng nội mô cho các tế bào thần kinh. Ngoài Procophan, WIT còn được bổ sung nhiều dưỡng chất, hoạt chất sinh học tự nhiên khác như lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E giúp cải thiện các triệu chứng về thị lực như khô mắt, đau nhức mắt, chảy nước mắt sống, hội chứng rối loạn thị giác màn hình do sử dụng máy tính, điện thoại, TV, giảm nguy cơ mù lòa. Đặc biệt, ưu điểm vượt trội của Procophan còn được chứng nhận bởi Trường Đại học Y khoa hàng đầu Hoa Kỳ John Hopkins về tính an toàn nếu sử dụng thường xuyên và lâu dài, hạn chế tốt bệnh lý thoái hóa hoàng điểm, ngăn ngừa mù lòa, phù hợp với cả các trường hợp mắc các bệnh lý phổ biến khác như tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, đau dạ dày. Tại Việt Nam, WIT với tinh chất quý Procophan là bước tiến vượt bậc trong việc duy trì, bảo vệ cấu trúc và chức năng mắt từ bên trong, đem lại đôi mắt khỏe, sáng, tinh anh, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người.